Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng là cao thủ của cao thủ, gian hùng có mặt nạ anh hùng. Cái lò là nơi xây lên tên tuổi trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chưa bao giờ chuyện đốt lò lại mạnh mẽ và sôi động như hiện nay. Với việc quẳng hàng chục ủy viên Trung ương Đảng vào lò, thậm chí ông còn bẻ gãy và quật ngã nhiều ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng đánh đồng chí không dùng luật pháp mà ông dùng đảng luật đã viết theo ý của ông để triệt hạ họ. Cho nên việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng không thể gọi là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà phải gọi đúng với ý nghĩa của nó là đấu đá nội bộ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho tới nay vẫn chưa ai hưởng trọn vẹn cái gọi là suất đặc biệt mà Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra, mà chỉ có ông được hưởng tại đại hội lần thứ 12 vào hồi đầu năm 2016 khi ông Trọng đã quá tuổi, nhưng vẫn được ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư. Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Dũng nhỏ tuổi hơn nhưng là bị ép về vườn. Đây là một thứ luật lệ tùy tiện. Ví dụ thứ nhì là đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng đã già hơn được hưởng suất đặc biệt một lần nữa. Trong khi ông Trần Quốc Vượng nhỏ tuổi hơn lại bị gạt ra rìa. Tuy nhiên, đại hội lần ấy cũng có người ăn ké suất đặc biệt của ông Trọng, đó chính là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng vì đấy là mâm cỗ dành riêng cho Nguyễn Phú Trọng, nên kẻ ăn ké Nguyễn Xuân Phúc đã bị lật ghế. Và hiện nay, ghế này đang bỏ trống. Trong suất đặc biệt mà Nguyễn Phú Trọng vẽ ra, dường như ông không chấp nhận ai ăn ké cả. Và đây chính là cái thể hiện sự độc tài trong nhóm lãnh đạo chủ chốt. Gọi là nhóm lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Chứ chưa nói đến vi phạm, phạm vi rộng hơn là Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang nấp an toàn dưới cái ô quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Cách làm của Nguyễn Phú Trọng được gọi là tham nhũng quyền lực. Nó nguy hiểm hơn tham nhũng kinh tế, bởi những ai đã được nấp dưới cái bóng của ông Trọng thì gần như tuyệt đối an toàn. Khả năng bị phát hiện là rất thấp, bởi ông Trọng chỉ dùng đảng luật cho những ai mà ông ngứa mắt, còn những ai được ông nhìn nhận vừa mắt thì là cực kỳ an toàn. Ví dụ như trường hợp của ông Tô Lâm, người đã ăn thịt bò rất vàng, đã dính đến vụ mobile phone mua AVG và dính tiếp đến vụ bắt cóc tại Đức. Người cho con cái đi du học ở London bằng nguồn tiền hết sức mờ ám, nhưng vẫn an toàn. Vì ông này đang đứng dưới trướng của Nguyễn Phú Trọng. Hay ông Vương Đình Huệ cũng như thế, ông này biết kín đáo che đậy từ thủ đoạn chính trị đến những trò biển thủ, nhưng cuối cùng cũng lòi ra tiền ở đâu ông cho con gái ăn học tại Mỹ với chi phí hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Thế nhưng ông Vương Đình Huệ vẫn ung dung. Đấy là hậu quả của tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là dùng quyền lực tùy tiện, còn gán cho nó một mỹ từ cao đẹp để đánh lừa dân chúng như cụm từ làm trong sạch vững mạnh đảng hay chống tham nhũng không có vùng cấm để ẩn giấu một ý đồ thanh trừng thì quả là một cao thủ. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ vẫn ẩn nấp an toàn dưới ô dù của ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã 79 tuổi, cái tuổi đã quá già nhưng vẫn còn đang bám trụ để tiếp tục cuộc chiến. Từ khi ông Trọng lên làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay, chưa bao giờ ông tới gần thắng lợi cuối cùng như hiện nay. Từ năm 2021, bốn trụ trong tứ trụ thì phe ông chiếm một nửa. Sau cú quật ngã ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nếu sắp tới bầu được người vào trụ Chủ tịch nước thì số trụ phe ông sẽ chiếm 75%. Chỉ còn có trụ cuối cùng là trụ Thủ tướng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng bứng được trụ này đi nữa thì phe ông chiếm 100% trọng tứ trụ. Lúc đó, người kế vị ông trên ghế Tổng Bí thư sẽ thừa hưởng những gì ông để lại. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thanh trừng rất hiệu quả. Phe của ông gần như vô đối, nhưng ông lại được tung hô là người đốt lò vĩ đại. Những người đấy nghĩ ông là anh hùng, tuy nhiên thực chất ông là gian hùng mới đúng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng là cao thủ của cao thủ, gian hùng, có mặt nạ, anh hùng.
Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thí chủ Trần Lưu Quang đi hành khất. Hành khất là một trong những công việc của các nhà sư Phật giáo Nam Tông. Hành khất là luyện tâm, là tạo điều kiện cho người khác bố thí nhằm tạo ra nhân tốt. Ý nghĩa là như thế. Tuy nhiên tại Sài Gòn có nhiều kẻ gian giả sư đi hành khất. Họ lợi dụng lòng trắc ẩn, lòng từ bi của xã hội mà trục lợi. Những kẻ này thực sự là kẻ siêng ăn nhác làm, sống vối cho xã hội, là gánh nặng cho xã hội và làm cho xã hội trở nên nhớp nháp hơn. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một loại chính quyền chuyên ngành nghề ăn mày khắp nơi trên thế giới. Đó là nhận xét của một nhà phân tích giấu tên cho biết họ chuyên đổ lỗi cho quá khứ chiến tranh để bào chữa cho sự nghèo đói của người dân. Nguyên nhân dẫn đến sự nghèo đói của người dân, sự lạc hậu của đất nước là do họ bất tài, tham lam, bòn rút và tham nhũng của cả nước. Chứ không phải là vì chiến tranh nào cả. Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ rồi. Đây là hình ảnh loại ăn mày nước giàu. Đời thủ tướng nào cũng như thế, cũng tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi từ các nước giàu có là nguồn vốn ODA. Đã có rất nhiều hiện tượng tham nhũng, quản lý kém cỏi làm cho các dự án nguồn vốn ODA bị đình trệ. Từ đó, nguồn vốn ODA của Việt Nam cũng ngày một ít dần. Trong khi đó, nguồn vốn vay thương mại không đủ để chính phủ thực hiện những dự án hạ tầng lớn hơn. Người ta nói các nước giàu cho vay ODA là tay này cho vay, tay kia họ lấy lại, còn nợ thì Việt Nam tự gánh. Thật vậy, với nguồn vốn ODA, Việt Nam đã phải chấp nhận những điều kiện đến phi lý của phía cho vay. Hầu hết họ buộc phải cho nhà thầu của họ độc quyền tham gia với giá bỏ thầu rất cao. Đấy là phần lợi tức mà phía Việt Nam phải trả dưới dạng khác. Đấy là chưa nói những thiết bị máy móc lỗi thời mà phía Việt Nam bị ép phải mua vân vân. Nói chung, vay ODA là Việt Nam thiệt đủ đường nhưng vẫn phải chấp nhận. Bởi một nước vừa nghèo vừa tham nhũng thì nguồn vốn ODA cũng là cách để quan chức chia chác, còn nợ thì cứ để quốc gia và nhân dân tự gánh. Ở bình diện quốc tế, việc có quan chức cộng sản đi ăn mày các nước giàu là cách để họ trục lợi là chính. Ăn mày nguồn vốn làm nghèo đất nước nhưng làm giàu cho quan chức thì dại gì không ăn mày. Ăn mày mà vẫn vận veston, vẫn vay chính khách thì cứ ăn mày có sao đâu và vẫn đi vé hạng thương gia, vé hạng nhất. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang gặp đại sứ Nhật Yamada Taigo. Vào ngày 15 tháng 2, ông Trần Lưu Quang gặp đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Taigo để đề nghị phía Nhật Bản cần sớm ký kết thỏa thuận về ODA thế hệ mới. Đây là lần thứ nhì chính phủ ăn mày với Nhật Bản. Lần trước, ông Phạm Minh Chính đã đề nghị Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 2021 lúc đó. Tuy nhiên, đã hơn một năm mà phía Nhật Bản im lặng thinh, nhưng lần này, ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khuất thực tiếp. Nước nghèo luôn bị các tổ chức xếp hạng mức tín nhiệm rất thấp. Chính mức thấp này mà chính phủ khó vay nguồn vốn của thương mại. Thay vào đó là phải cậy nhờ vào nguồn vốn ODA với đủ thứ ràng buộc bất lợi. Tuy nhiên đã hơn 30 năm, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa đưa đất nước thoát khỏi nghèo và vẫn cứ lân la từ nước này đến nước khác để ăn mày họ. Đây là hình ảnh bất tài bám mãi vào nguồn vốn ODA. Hàn Quốc chỉ mất 20 năm đi từ nước nông nghiệp lạc hậu đến quốc gia công nghiệp tiến bộ. Trong khi đó, từ năm 1986 cho đến nay đã 37 năm và Việt Nam vẫn lẹt đẹt trong nhóm các quốc gia nghèo và sẽ ở trong nhóm này lâu hơn nữa. Không biết chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đi hành khất bao lâu nữa đây. Cũng không biết Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhất nhì châu Á, nhưng tại sao làm mẫy mãi mà người dân vẫn nghèo. Đảng Cộng sản ngự trị nơi đâu thì nơi đó sẽ có nghèo đói và xã hội bất công, lòng người hiểm ác. Từ bên trong nước, người dân bị nhiễm tuyên truyền nên tưởng như không thấy. Tuy nhiên, nếu ra nước ngoài nhìn lại thì Việt Nam nát như tường vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo chấm đê với bản tin thí chủ Trần Lưu Quang đi hành khất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.